vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hà Nội đẹp và Chưa đẹp hôm nay. Thưa quý vị, các bạn, trong tháng 3 này, nhiều quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng bắt đầu có hiệu lực thi hành, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và người lao động. Những thông tin chi tiết sẽ được chuyển tới quý vị ngay sau đây. Từ ngày 3 tháng 3, Nghị định 01-2017 NDCP của Chính phủ về sửa đổi bổ sung các nghị định 43, 44 và 47 quy định chi tiết thi hành luật đất đai có hiệu lực. Theo đó, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gọi tắt là sổ đỏ, chỉ còn tối đa 15 ngày, quy định cũ là 30 ngày. Thời gian thực hiện các thủ tục về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại sổ đỏ, giảm từ tối đa 20 ngày xuống còn 15 ngày. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2017, Thông tư 329-2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 119-2015 NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu lực. Theo đó, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động trên công trường trước khi người lao động thực hiện công việc. Thời hạn bảo hiểm từ khi người lao động bắt đầu làm việc trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định. Những ngày đầu tháng 3 này, cùng với nhiều quận khác của thành phố, quận Đống Đa đã tổ chức ra quân xử lý, giải tỏa vi phạm trật tự đô thị, trả lại đường thông hè thoáng trên các tuyến phố. Gần 100 trường hợp vi phạm các lỗi: đỗ dừng xe sai quy định, lấn chiếm lòng đường, hè đường để kinh doanh buôn bán, dựng mái che mái vẩy, làm bục bệ trên hai tuyến đường Nguyên Hồng và Hoàng Ngọc Phách đã bị lực lượng chức năng phường Láng Hạ xử lý. Cũng trong ngày, Ủy ban nhân dân phường Trung Liệt đã lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trả lại vỉa hè lòng đường thông thoáng trên các tuyến phố Thái Hà, Tây Sơn và Hoàng Cầu. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Trung Liệt và Láng Hạ thì việc xử lý vi phạm mới chỉ là bước đầu, sau đó các lực lượng chức năng sẽ tổ chức duy trì kết quả đạt được, không để tái diễn vi phạm. Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào mùa hè 2017 và theo quy luật, hễ nhiệt độ tăng thì tiền điện của nhiều hộ gia đình cũng tăng phi mã. Nắm được tâm lý này, trên nhiều trang mạng hiện đang giao bán công khai một thiết bị được quảng cáo là tiết kiệm điện tiêu dùng. Rất nhiều người đã tin và bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua thiết bị này. Tiết kiệm tới 30 đến 50% công suất. Sản phẩm được sản xuất tại Thẩm Quyến, Trung Quốc, sử dụng điện như bình thường, chỉ trả nửa tiền. Tin vào những lời quảng cáo hấp dẫn này, anh Nguyễn Hải Anh ở quận Đống Đa đã bỏ 800.000 ra mua một thiết bị có tên là Electricity Saving Box vì thấy đây là loại khá phổ biến. Kết quả là thực tế là mình cũng có đọc và mình cũng đã mua một cái sản phẩm. Người ta cũng quảng cáo là giảm được 30 đến 40% điện. Mình thì mình cũng không tin được nhiều như thế đâu, nhưng mình cũng chỉ nghĩ rằng là giảm được tí nào thì hay tí đấy. Mà một sản phẩm mình cũng đã về dùng thử, trong vòng 1 đến 2 tháng mình cắm thì mình cũng thấy nó cũng chẳng hiệu quả được tí nào cả. Số lượng điện tiêu thụ nhà mình vẫn vậy. Theo quảng cáo của bên bán, công ty trách nhiệm hữu hạn Sunpix Việt Nam có trụ sở tại phòng 2A, tòa nhà 86 đường Xuân Thủy, phường Thảo Điền, thành phố Hồ Chí Minh thì đây là một thiết bị nhỏ gọn dễ dùng, chỉ cần cắm vào ổ điện sẽ góp phần điều hòa tối ưu công suất các thiết bị và do đó sẽ làm giảm giá tiền điện. Tuy nhiên đây chính là phần ruột của chiếc hộp kỳ diệu đó, chỉ vỏn vẹn có 2 bảng mạch với 2 bóng đèn LED. Theo các chuyên gia, giá thành để sản xuất một chiếc hộp như thế này vào khoảng 10.000 đồng và nó không có một chút tác dụng nào trong việc tiết kiệm điện. Khuyến cáo người tiêu dùng là những cái sản phẩm này hiện nay chúng tôi đã nghiên cứu, đã kiểm tra và đã xác định là đây là những cái sản phẩm không có cái tác dụng tiết kiệm điện trong cái quá trình thực hiện quá trình sử dụng điện của cái hộ gia đình. Có lẽ đã đến lúc các cơ quan chức năng, lực lượng quản lý thị trường cần phải kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp như công ty SpoonX Việt Nam và nhiều doanh nghiệp khác đang rao bán thiết bị này. Tới đây chương trình xin được kết thúc. Mọi đóng góp với chương trình xin gửi về hộp thư hanoidepvachuydep@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 043855 797. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.